Cậu với xem chưa hết duyên đâu, thấy vẫn còn duyên nữa. Chào, sao trùng hợp vậy? Chào, ngồi chung cho vui. Được rồi. Chào. À, Raymond à, tôi chưa có dịp gặp anh để nói câu xin lỗi. Đừng nói vậy, tôi biết là cô đã rất cố gắng rồi, tôi thấy được mà. Mấy anh vừa mới nói Sam hay sao vậy? Không có gì đâu Sam, đừng có nghĩ nhiều. Ở đời không có ai mà không có chuyện cho thiên hạ anh ta bàn đâu. Tôi cũng có vậy, cô cũng có, thậm chí mai cô cũng có. Nhưng mà nói hưu nói vượng xong à, chúng tôi quên luôn à. Còn về chuyện tình cảm của hai người đừng có chia tay mà. Dạo này mai cô cũng kiếm được chút đỉnh. Chia tay cô lỗ lớn ra hay đòi chút lệ phí đi hả? Tôi không hiểu anh nói cái gì. Tôi với Kết cái việc riêng cần bàn, mình qua bên kia ngồi. Sam, nói chơi thôi mà. Cụ thiệt là quá đáng đó. Tôi có thiện chí mà, chỉ là do quá bối rối cho nên nói không trôi. Sao cô mạnh tay vậy? Thật ra thì mày không muốn cho cậu và Sam chia tay đâu. Ai cũng lo cho cậu hết mà. Tôi biết là mọi người ai cũng lo cho tôi. Tôi cảm ơn nhiều. Biết mình phải làm gì chưa? Đứng yên nghe. Vào đi. Báo cáo, theo kết quả điều tra xác nhận, Trần Lê Bình rất có thể là bị người ta giết xuống sông Bình Châu. Còn phát hiện gì nữa không? Tại bến đầu qua Bắc thì ra có gắn thiết bị theo dõi. Tôi đã mang cục băng đó về sở rồi. Mọi người đang xem trong phòng họp. Sếp à, có manh mối mới. Hôm người nhà nạn nhân nhận được cuộc điện thoại tống tiền. Cùng ngày 3 giờ chiều hôm đó, Trần Lệ Bình đón chuyến tàu sang Bình Châu. Chúng tôi nhìn thấy trong cuốn băng có một người đàn ông đi chung với cổ, tuổi khoảng ngoài 30. Tốt. Giờ người nhà của nạn nhân nhận dạng người đàn ông này. Ngoan. Anh Hào, anh mới tới hả? Em đi đâu vậy? Chị Danh dẫn em đi toilet. Sao lại tới đây vậy? Cũng giống em, lên thăm mấy đứa nhỏ. Anh Hào không mua mấy giấy vẽ và bút màu cho em rồi. Phải ha. Lần sau anh mua bù chịu không? Khỏi đi, chị Danh đã mua cho em rồi, còn vẽ giùm cho em nữa đó. Dạ đúng, em có vẽ cho nó một bức. Đâu? Để anh coi. Không được cười em đó nha. Để anh xem coi có đáng cười không đã. Bức này em vẽ đó, anh coi có đẹp không? Đẹp lắm, có cây có nhà, có mặt trời mà sao không thấy có người. Còn bức này của em có đẹp không? Đây là người đàn ông, đây là người phụ nữ, còn đây là ai không thấy mặt mũi. Vào đi. Anh Tuấn. Cậu ngồi xuống đi. Anh Tuấn. Anh tìm tôi có chuyện gì? Tôi có chuyện này muốn gặp cậu để bàn bạc. Thằng em tôi đang ngồi tù, chắc hai cậu biết chứ. Ủa? Bộ giam ở trong trại bị cái gì hả? Tính nó nóng nảy dễ gây sự lắm. Nghe nói có người muốn diệt nó. Anh Tuấn à, ở trong trại của em lo rồi, chứ là không sao đâu. Có cậu tôi cũng thấy yên tâm. Bây giờ tôi muốn lo cho nó. Hào à, có ý gì hay không? Theo tôi biết anh đã từng chạy trọt chống án cho ảnh rồi, phải không? Phải. Nhưng sau cùng luật sư khuyên tôi đừng lo cho nó nữa. Nguyên nhân tại sao? Ông đã đọc lại vụ án của thằng Văn, nói không có lý do để có thể chống án, cũng không có chứng cứ, chống án cũng vô ích thôi. Nếu anh tin tưởng ở tôi thì để chuyện đó tôi lo. Cảm ơn. Có cần gì ở tôi hay là tốn bao nhiêu tiền, cứ nói thẳng ra đi. Anh yên tâm đi, tôi sẽ gọi cho anh sau. Dương Gia Văn 2 năm trước bị thưa về tội cưỡng hiếp, giữ người trái phép, đánh lại cảnh sát. Tất cả tội danh đều thành lập. Tòa phán tù chung thân. Tôi còn nghe nói dù ngồi trong tù bốc lịch vẫn tỏ ra mình là đàn anh. Trước giờ còn cờ bạc cho gia đàn lãi. Tôi thấy khó gỡ lắm. Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ. Muốn chống án thay đổi kết quả tòa án khó nhằn đây. Anh có cách gì không? Hắn đã dẫn đám cảnh sát tới hiện trường xảy ra vụ án, diễn lại những gì đã xảy ra, còn bị quay phim lại tất cả nữa. Như vậy với nhận tội thì có khác gì chứ. Muốn giúp cho hắn cũng được thôi, chỉ là hơi khó khăn một chút. Hay là kêu tên Dương Gia Tuấn đó đồng ý giúp cho em của hắn vượt ngục đi. Chuyện này đơn giản, chỉ cần chi chút tiền thôi. Hợp pháp không xong rồi mới nghĩ tới cái này chứ. Lúc đó anh sẽ có dịp trổ tài. Tôi thừa sức lo vụ này. Nói nhiều quá đó. Vậy tôi đi trước nha. Có gì gọi cho tôi. Anh hai. Văn à, đây là cậu Phương Dĩ Hào, còn đây là luật sư Mã. Là người sẽ chống án cho em sao anh hai? Trước đây họ đã làm việc trong sở công tố. Anh nghĩ lần này họ có thể giúp được cho em. Họ chưa cả vụ án gì chứ. Tôi về đây. Nè, anh chuyên cả vụ án gì vậy? Cánh Phương ra mặt. Anh yên tâm đi. Lần này ông Mã sẽ là luật sư biện hộ cho anh. Tôi đã đọc hồ sơ vụ án rồi, cũng đã tìm được sơ hở. Tức là muốn nói có thể giúp tôi sao? Muốn hỏi cái gì nữa? Từ lúc anh bị cảnh sát bắt giữ cho đến trước giờ ra tòa, sao anh không mướn luật sư để biện hộ? Ai mà biết chuyện xảy ra như vậy chứ. Cảnh sát nói là giúp họ điều tra thôi. Vậy anh có nhận tội trước mặt cảnh sát nạn nhân chính là do anh giết hay không? Tôi đâu phải là thằng ngu. Họ nắm đầy đủ chứng cứ, nhưng mà tôi chỉ quyết không nhận. Cảnh sát đã yêu cầu anh diễn lại, và anh đã một hai khai thật, thậm chí còn quay phim. Việc làm đó của anh vô tình là anh đã nhận tội. Tôi đâu có biết là họ đem ra tòa chứ. Tôi nghĩ là hợp tác với họ càng nhiều thì họ khoan hồng cho tôi vậy thôi. Có nhớ lúc đó cảnh sát đã nói gì với anh không? Không có nói cái gì hết đó. Che mặt tôi lại rồi dẫn tôi tới hiện trường. Hỏi tôi lúc đó xảy ra chuyện gì. Sao? Tôi không còn gì để hỏi nữa. Anh hai à, họ có làm được không vậy? Em mang cái này vô đó gửi giùm anh. Em mang đi gửi hả? Không được đâu. Em chưa làm sao biết không được. Anh nhờ em mang vào gửi hả? Nhờ em một chút việc cũng không được hay sao? Thôi được, để em thử coi sao. Cha. Sao cười tủm tỉm hoài vậy? Cười thì cười thôi, có gì đâu. Không nói cho anh biết lần sau anh không đi cùng em nữa. Em sợ anh cười em. Anh sẽ cười em nếu em không nói cho anh biết. Em chưa đi bưu điện lần nào hết. Vậy thì có gì đâu mà cười. Chưa có ai nhờ em gửi bưu phẩm bao giờ. Tại họ không tin em làm được nên mới không nhờ thôi. Nhưng em làm được mà, không phải sao? Anh là tốt nhất, chỉ cho em biết quá trời thứ luôn. Toàn những điều em chưa biết. Gặp anh lúc nào cũng vui hết. Làm bất cứ chuyện gì cũng phải tự mình làm, biết không? Từ đây em biết rồi. Anh Hào, họ tên là Thẳng Tay. Vô đi. Chào. Vào trong đợi tôi. Anh bận tiếp một người bạn. Có lâu không anh? Nhanh thôi, anh sẽ ra liền. Ngồi đi. Anh có biết không, cái đây 2 tiếng, còn giờ đó bị đụng xe chết rồi. Bây giờ sở đang cho người theo dõi. Tôi nghĩ chắc là do Dương Gia Tuấn làm. Tôi sợ sẽ ra mình. Đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa có được không? Con nhỏ đó bị xe đụng chết là do tai nạn. Cảnh sát có nghi ngờ cũng không có liên quan gì tới mình. Chuyện quan trọng trước mắt là phải hoàn tất công việc của mình. Anh hiểu không? Làm việc giống như họ, sớm muộn gì cũng ôm nhau chết chung. Có tin gì thì báo cho tôi. Tôi về đây. bạn xong rồi hả? Rồi. Tiếp xong rồi còn suy nghĩ gì nữa? Chính anh cũng không muốn nghĩ, nhưng để bảo vệ mình phải suy nghĩ một chút mới được. Bảo vệ cho mình? Có người muốn làm hại anh hả? Mình không hại người ta thì đâu có ai hại mình. Anh nghe lời em, không nghĩ nữa. Ừ, anh thật sự rất ngoan. Tạm biệt. Con chào ba má. Anh chàng lúc nãy là ai? Là Phương Dĩ Hào. Con quen người này ở đâu vậy? Đụng xe quen ở bệnh viện đó. Xin lỗi ông bà Triệu. Xin chào. Cậu gọi gì ăn đi? Dạ tôi đã ăn rồi. Cậu có quen người nào tên Phương Dĩ Hào không? Dạ có quen. Cậu có biết hắn quen con gái tôi không? Tôi có nghe Doanh Doanh nói. Nghe nói Phương Dĩ Hào từng bị ngồi tù, có phải vậy không? Phải. Biết con gái tôi tiếp xúc hạng người này, sao cậu không cản nó? Doanh Doanh cổ có quyền giao du bạn bè mà. Bạn bè? Con tôi không làm bạn với những người ngồi tù. Con tôi quen biết với hạng người này, tụi tôi rất lo lắng đó. Nếu cậu thật sự quan tâm con tôi thì không nên để nó gặp hạng người này. Tôi biết. Tôi nói lại lần nữa, tôi sẽ có cách nói con tôi không gặp Phương Dĩ Hào. Nhưng Phương Dĩ Hào có tìm con tôi hay không là tại cậu. Cậu hãy gặp Phương Dĩ Hào nói rõ. Nếu cậu chịu ra mặt, tôi nghĩ hắn không dám làm phiền Doanh Doanh nữa đâu. Được rồi, tôi sẽ có biện pháp xử lý. Ông bà yên tâm. Xin lỗi em nha, anh đã tới trễ. Em chờ anh lâu chưa? Sao lại là anh tới đón em vậy? Em không muốn gặp anh à? Đâu có đâu. Hôm nay anh không đi làm sao? Tại nhớ em mà. Mình sẽ đi chơi phải không? Em muốn đi đâu? Bụng em đói meo rồi nè. Vậy mình đi ăn hả? Được. Thời gian này có gặp Kevin không? Dạ không, Kevin cũng bận lắm. Ba của em có nói với anh là bác rất lo cho em. Việc gì phải lo cho em? Bác sợ em không biết ai tốt ai xấu, cũng sợ em không biết phân biệt là ai có thể làm bạn, ai chỉ là quen xã giao thôi. Vậy em có thể làm bạn với ai đây? Anh sợ em bị người khác lợi dụng thôi mà. Gì mà cũng không biết. Ai lợi dụng em chứ? Là Kelvin hả? Ảnh không có đâu. Em có muốn ba em lo lắng không? Không muốn. Vậy thì nếu không cần thiết, đừng đi chơi với Kelvin nhiều nữa. Khi nào anh rảnh, anh sẽ lên nhà chơi với em, chịu không? Nói thì phải giữ lời đó. Ừ. Nè mọi người, ăn sáng chưa? Xuống các tiên tìm về ăn đi. Rồi, tôi cũng ăn từ sớm rồi. Tôi đi một mình vậy. Nè sếp ơi, chắc giờ này Lina đang ở dưới đó. Gọi điện xuống dưới nhờ cậu mua giùm thì được rồi. Thôi khỏi đi, cũng chưa đói lắm, đợi chút nữa xuống mua. Ê, cậu lên rồi. Ủa, cà phê đá của tôi đâu? Tôi quên mua rồi, xin lỗi nha. Không uống cũng tốt thôi, mắc công lại lên cơn suyễn. Nè, sao lại lên cơn suyễn vậy? Rồi lo làm đi. Sếp Bân à. Cà phê tôi không uống đâu. Hồ sơ vụ cướp tiệm vàng tôi làm xong rồi nè. Mọi người nghe đây. Tài liệu này có thể giúp ích cho mình phá án. Mọi người cần tham khảo trước đi. 15 phút sau tất cả tập hợp rồi họp. Dạ. Tài liệu mà mọi người đang cầm là do phòng điều tra nhân khẩu gửi sang đây cho mình. Người đầu tiên tên là Hoàng Tử Tân, 20 tuổi, con có một chủ tiệm vàng. Người thứ hai tên là Lâm Vĩnh Kỳ, 17 tuổi, là bạn gái của Hoàng Tử Tân. Hai người này cùng mất tích vào ngày 15 tháng 9. Chuyện này có liên quan gì tới vụ mình đang điều tra chứ? Lúc hai người chuẩn bị đi chơi, đã có nói với người nhà là sang Bình Châu đi chơi. Cũng là Bình Châu. Trong cúng băng ghi được tại Bến Phà. Chúng ta cũng đã tìm thấy hình ảnh của họ từ đây đi, nhưng hình ảnh trở về thì không thấy. Cả giống với trường hợp của Trần Lệ Bình, có đi mà không thấy về. Nhưng ít ra Trần Lệ Bình chết cũng còn tìm thấy xác trôi sông. Bây giờ vẫn chưa tìm được người đi cùng với Trần Lệ Bình. Đây cũng là một phương hướng mới. Còn nữa, trước khi hai người này rời khỏi nhà, họ có nói với người nhà là sẽ cùng đi chung với một người tên gọi là Lương Gia Thanh. Thêm nữa, trong danh sách khách hàng của Trần Lệ Bình có phát hiện một người cũng tên là Lương Gia Thanh. Đất Hồng Kông nhỏ hẹp, có trùng tên cũng đâu có gì lạ. Tôi không tin có sự trùng hợp này đâu. Nếu cái chết Trần Lệ Bình liên quan tới hắn á, vậy thì hai người này chắc chắn cũng gặp nạn rồi. Shepard, anh thấy thế nào? Mở tên Lương Gia Thanh này tới uống trà. Ừ. Sếp, sếp làm ơn nói tôi nghe đi, tại sao bắt tôi tới đây hả? Muốn anh giúp chúng tôi điều tra về hai vụ án mất tích hành chính. Ừ. Anh có quen với hai người này không? Quen. Quan hệ với anh với hai người này là gì? Là bạn bè bình thường thôi, thỉnh thoảng đi chơi, cũng không có thân lắm. Lúc họ mất tích là cảnh sát hỏi tôi rồi mà. Người này có quen không? Sếp muốn tôi nói bao nhiêu lần đây? Tôi chỉ mua bảo hiểm dùng cổ thôi. Trước sau ba người bạn của anh đều bị mất tích khi tới Bình Châu. Trong đó Trần Lệ Bình đã chết. Đám bạn của anh thật là không may. Nè, sếp nói vậy muốn ám chỉ gì? Ám chỉ cái gì chứ? Là tình nghi anh có liên quan tới vụ án thôi. Sao lại liên quan? Nếu có bằng chứng sếp cứ thưa tôi đi. Nè, tôi cảnh cáo hai người nha, đừng hòng đổ tội cho tôi đó. Chúng tôi không hề đổ tội. Chúng tôi nghi ngờ anh liên quan tới hai vụ án thôi. Là nghi ngờ. Chúng tôi có đủ lý do nghi ngờ bất cứ chuyện gì. Anh trả lời tôi đi, lý do nghi ngờ của anh là gì? Bộ chơi với họ cũng thành lý do bị tình nghi sao? Không có lý do nghi ngờ hả? Vậy nói tôi nghe, cái gì là lý do đây? Nè, sếp bỏ tay ra nha. Chào sếp. À, sếp đây rồi, sếp vô lung lúng á. Sếp thấy không? Cảnh sát đánh người tôi sẽ kiện đó. Tôi không thấy gì hết và cũng sẽ không thấy gì hết, cứ tiếp tục đi. Nghe rõ chưa? Bây giờ khai báo đi. Được, cứ đánh tôi đi. Tôi chỉ biết nói câu, không biết gì hết á. Rồi, giờ đi đâu nữa đây? Sao đây? Mới có 9 giờ hơn à, vẫn muốn về ngủ hả? Ngủ không được thì chơi vi tính. Tưởng có trò gì vui úp mặt vô trên điện tử có gì đâu hay ho. Điên khùng quá. Đừng có dụ tôi. Hồi sáng chị dâu gọi điện về kiểm tra rồi, chị không có rảnh gọi về nhà tìm anh đâu. Thôi đi. Dù cổ gọi điện về đi nữa thì đâu có sao đâu chứ. Ai kêu yêu tôi quá làm gì, thiệt tình à. Gọi điện nhiều về cũng vậy thôi à, anh vẫn đi chơi với tụi này đó thôi. Không thèm dở với cậu nữa. Em ơn, không phải đi thôi nghe. Tôi có hẹn rồi, muốn đi chung không? Ba người đi chung? Không ngờ người lịch sự như cậu mà tư tưởng tàn nhẫn quá trời. Khùng hả? Thôi đi chơi, cùng nhau đi chơi. Ủa anh Bân, sao quay trở lên? Tôi đi đường khác. Sao đây, bỏ anh em tìm cho mình lối đi riêng chứ gì. Sao trùng hợp vậy? À phải rồi, cô đi đâu vậy? Nhà của tôi ở trên này mà. Ôi cha, nhà cô ở trên khu thương nghiệp hả? Không làm phiền mấy anh nữa, tôi đi nha. Tạm biệt. Bye bye. Tạm biệt. Nhớ mặt tôi nha cô Lina. Nè, anh có đi không? Đi về nhà. Tưởng anh kêu đi quậy mà. Đâu có nói bao giờ đâu. Coi vấn đề. Yeah. Tắm cái gì? Ngồi xuống đi. Thật tình là không có cái gì hết. Nè, mà Nhìn thẳng vào mắt tôi nha. Anh tưởng tụi tôi là lũ ngốc hả? Không nói như vậy. Mấy cậu không có biết đâu. Nè, đàn em không biết thì đàn anh phải dạy cho biết chứ. Không chịu nói phải không? Được, để tôi gọi điện cho dì dâu mét anh ở đây ngoại tình. Đi. Nó chưa có thật chịu mình rồi đó. Đi để tôi nói cho. Gì nữa? Để tôi nói. Nói đi. Tối hôm đó, trên nhà người bạn, Tiểu ngủ mất đất của đó hôm lấy tôi. Thôi mà. Tại sao anh phải sợ chứ hả? Tôi sợ cổ thích tôi. Thôi đừng cười anh Bân nữa. Anh Bân đẹp trai mắt hai mí, đương nhiên phải có con gái theo rồi. Mấy cậu giỡn với tôi hoài. Nè, ngồi xuống. Muốn tụi tôi giúp gì cho anh đây? Dạo này cổ thường nhăn mặt lắm, không biết có phải vì tôi tránh mặt cổ không nữa. Nếu anh ổn cần gì phải tránh chứ. Trời, đàng hoàng chút đi. Rồi, nói chuyện đàng hoàng. Một cách giải quyết đàng hoàng. Mỗi tháng cấp dưỡng 2.000, bảo cổ khỏi đi làm bao sân luôn. Không có được đâu. Tôi đâu có thích cổ đâu, làm gì không nên. Nói ra cho rõ thì đâu phải ngượng ngùng. Thì nói cho rõ, thích thì thích, không thích thì thôi. Ê, thôi vậy đi, mỗi người hùng 500 hả? Còn anh 500 không lẽ không chịu sao? 500 cũng không chịu à? Ở nhà có một hôm có 2.000 rồi, sướng thiệt. Có làm phiền cô không? Ừ. Có chuyện này tôi muốn nói với cô. Để tôi nói, đừng có hối tôi. Tôi phải nghĩ cách để tôi nói chứ. Sếp Bân à, tôi nói trước. Tôi biết gần đây cô không có được vui. Sao anh biết? Tôi không muốn cô về chuyện riêng mà ảnh hưởng đến việc làm. Cô có sao không vậy? Tôi vẫn chưa có nói ra mà. Lina, tôi chưa có vào đề. Tôi chưa có nói gì hết mà. Nè Lina, anh ra ngoài đi. Sao cô lại khóc vậy? Khóc bao nhiêu đó đủ rồi, còn để tôi nói nữa chứ. Chuyện này mình phải nói cho rõ ràng. Nhằm nhằm như vậy là không có được đâu. Anh nói gì vậy? Chuyện tối hôm đó là vô tình. Tôi không hề làm gì cô. Cô đừng có nghĩ lung tung mà. Không liên quan tới anh. Hả? Không liên quan tới tôi hả? Không liên quan tới anh thật mà. Tôi tin là thiệt đó nha. Chị tôi bên Canada bị xe đụng. Tôi ở đây không có giúp được gì cho chị ấy, cho nên tôi lo lắng thôi mà. Trời ơi, sao cô không chịu nói sớm? Tại sao tôi phải nói với anh? Làm tôi tưởng là cô thích tôi nữa. Tôi có thiệt mà. Có thiệt cái gì chứ? Tức thiệt hả? Không được sao? Đừng có giỡn kiểu đó, tôi tưởng thiệt bây giờ đó, tôi sợ lắm nghe. Tính hay không là chuyện của anh, tôi thích anh là chuyện của tôi. Có những người mà cô không có nên thương đâu. Tôi thích anh nhưng đâu có nghĩa là sẽ là gì của anh. Với là yêu một người có gì là sai trái chứ. Tôi đâu có dám nói là sai. Nhưng mà nói thật chứ, tôi đâu có gì đáng để cô thích đâu. Anh đối xử tốt với vợ. Cái đó liên quan gì chứ? Anh cứ mặc kệ tôi đi. Tôi thích anh nhưng không có làm phiền anh. Cứ coi như là không biết đi. Sao tôi làm vậy được? Hễ mà nghĩ tới là tôi băn khoăn liền. Tôi không sao đâu, anh đi ra đi. Cảm ơn anh đã quan tâm. Vậy coi như là xong nha. Hai người đi đâu vậy? Để tôi chờ nãy giờ. Chuyện gì? Đội điều tra phát hiện ra tên Lương Gia Thanh có sở hữu một biệt thự bên Bình Châu. Chúng ta đã nghi ngờ Trần Lệ Bình bị giết ở bển. Nay lại phát hiện thêm manh mối mới này. Vậy đã báo sếp Kiệt chưa? Sếp Kiệt đang ở dưới sân. Chờ tụi mình tập hợp rồi đi. Thôi mình đi. Sếp, tôi tìm thấy một mẫu tóc ở trong phòng tắm. Sếp à, chưa tìm thấy được dấu vết nào đáng nghi. Không phát hiện được gì. Có gì lạ không sếp? Có nhìn thấy không? Là cặp bản lề mới. Nước sơn cũng vừa mới sơn lại thôi. Chắc là cửa trước đây bị hư, cho nên được thay cái mới. Chuyện không đơn giản vậy đâu. Đây là gì vậy? Hình như là máu. Lập tức liên lạc cho bên giám chứng. Dạ. Sếp sẽ muốn gì đây? Đã làm phiền tôi hết cả buổi rồi đó. Có nhà bên Bình Châu có gì đâu phạm pháp. Nếu có mấy sếp cứ lập biên bản thưa tôi. Chúng tôi nghi ngờ nạn nhân bị giết ở Bình Châu. Còn anh thì có nhà ở bên đó, đồng thời còn quen nạn nhân. Chúng tôi có đủ lý do nghi ngờ anh có liên quan tới vụ án. Chà, bên Bình Châu có người chết, tôi có nhà bên đó thì bị tình nghi giết người. Nói vậy làm cảnh sát cũng dễ quá ha. Hả? Còn ai có chìa khóa nhà bên Bình Châu nữa hay không? Tôi thì không đưa cho ai hết. Nhưng có ai đánh cắp để làm thêm một chìa thì tôi đâu có biết được. Ai có dẫn Trần Lệ Bình sang Bình Châu hay không? Sếp, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không có quen biết Trần Lệ Bình nào hết á. Vẫn còn cái nữa hay sao vậy? Bây giờ chúng tôi hỏi lại từ đầu. Vậy có được không? Hả? Được. Sếp muốn chơi tôi chứ gì? Chơi đi. Anh Bân đâu? Sếp Bân đang lấy lời khai. Báo cáo của bên giám chứng là có đây. Vết máu phát hiện ở góc tường không phải là của cùng một người, cũng đã chứng thực. Hai mẫu máu này so với mẫu máu của Trần Lệ Bình là hoàn toàn khác nhau. Lại thêm hai người, chà phức tạp rồi đó. Sau khi kiểm chứng hai mẫu máu này, với máu của hai người mất tích là Hoàng Tử Tân với Lâm Vĩnh Kỳ thì trùng khớp. Là một vụ án trùng án sao? Hắn cũng có quen với hai người này, hay là họ đã bị giết mất rồi? Hỏi gì hỏi đi. Chào sếp. Chào sếp. À, sếp phải không? Ở đây sếp lớn nhất cái gì? Sếp nói tôi biết đi. Mấy người đây còn muốn hành tôi tới bao giờ đây? Anh nói không chở nạn nhân Trịnh Lê Bình tới nhà ở Bình Châu, nhưng chúng tôi tìm thấy vết máu ở trong nhà của anh đó. Có vết máu thì sao? Liên quan gì tới tôi? Anh vừa mới nói không đưa ai chìa khóa mà. Còn dám nói không liên quan nữa hả? Bây giờ chúng tôi đang điều tra điện thoại mà nạn nhân gọi về nhà có phải là ở nhà của anh gọi đi hay không. Nếu phải thì anh khó thoát. Đồng thời chúng tôi đã coi lại cùng bạn ở Bến Tàu. Vào ngày nạn nhân mất tích đã thấy anh sang Bình Châu, rất phù hợp với thời gian gây án. Sếp nói gì vậy? Muốn đổ tội cho tôi hả? Chúng tôi phá án anh Lương, chứng cứ đầy đủ thì phải đưa anh ra tòa thôi. Còn anh có tội hay không là do Sở Luật Chính. Hồ sơ chúng tôi đã gửi đi rồi. Bây giờ coi anh có khai hay không thôi. Có nghe kịp không? Nè, tôi đâu có làm đâu. Chúng tôi chỉ tóm được anh, không khai thác anh thì khai thác ai nữa? Còn thằng nữa, nó đi chung với Trần Lê Bình qua đó mà. Sao mấy người không bắt nó đi? Một mình anh là đủ rồi. Người còn lại không biết Trần Lê Bình, không biết thì không có tội. Nó mà không có tội? Vậy tôi đâu có tội đâu sếp. Anh có quen người đó hay không? Tôi không biết vậy đó. Tôi không có giết Trần Lê Bình, làm sao nhà tôi dính máu được? Tôi không biết vậy đó. Tôi biết anh sẽ trả lời như vậy mà. Không phải là tôi giết cổ đâu sếp. Sếp à, tôi nói ra thì sếp hứa tha cho tôi nha. Biết gì cứ nói đi. Bây giờ ngoài bản thân của anh ra, không có ai cứu được anh đâu. Hoàng Tử Tân với Lâm Vĩnh Kỳ, họ đã chết rồi. Có phải ở đây không? Anh lấy gì để khẳng định? Tôi nhận ra ghế đá. Bắt đầu làm việc đi. Dặn mọi người cẩn thận một chút. Dạ sếp. Mày cũng kỳ quái thiệt á. Nơi khỉ ho cò gái vậy mà mày cũng nhớ ra được. Không phải tại tôi đâu sếp. Địa điểm trong xác cũng đâu phải do tôi nghĩ ra. Anh bây giờ không cần nói nhiều. Im miệng đi đồ cặn bã. Thưa sếp, tìm thấy rồi. Coi thử đi. Thưa sếp, trong bao có một lưỡi cưa. Lina, mang về đưa cho bên pháp y. Dạ. Sao? Bây giờ chịu khai chưa? Sếp à, thật sự không có liên quan tới tôi. Sếp à, có tới hai đầu người lận. Mà giết một lượt hai người, phải có còn là con người nữa hay không? Sếp à, tôi đã nói rồi, tôi không có giết người, không liên quan tới tôi. Nhưng mà chúng tôi vẫn chưa tìm được Tô Hữu Quốc mà anh nói. Tôi đã kể hết cho mấy sếp nghe rồi, mấy sếp tìm không ra sao đổ tội lên đầu tôi. Nhưng mà không có mày giúp, một mình hắn có thể giết người được sao? Còn cưa xác ra mười mấy khúc nữa. Mày tưởng có người tin mày nói sao? Tôi chỉ phụ trách hẹn tụi nó sang Bình Châu chơi thôi. Tô Hữu Quốc nói chỉ bày trò cướp ra mấy ngàn nữa mà xài chơi thôi. Không ngờ lại bể kèo, Tô Hữu Quốc mới ra tay giết tụi nó. Không lấy được tiền nên mới giết người. Tôi mới giết người đâu sếp. Còn Trần Lệ Bình, tôi chỉ giới thiệu cho Tô Hữu Quốc làm quen thôi. Còn chuyện khác tôi không có biết. Nếu bọn tao không tin mày, mày nghĩ bọn thẩm đoàn có tin mày không? Là như vậy đó. Là chỗ này hả? Sao rồi? Có tin tức gì mới không? Đã liên lạc với bên xuất nhập cảnh rồi. Tạm thời chưa có tin tức của Tô Hữu Quốc. Báo cáo, bên pháp y gửi báo cáo cho biết có dấu dân ta của Tô Hữu Quốc. Hay là trốn mất rồi? Tôi có thăm dò tất cả bến bãi, không có ai thấy người này. Có thể là hắn ta vẫn còn ở Hồng Kông và không biết luôn mình bị truy nã. Vậy bây giờ phải làm sao? Cứ tiếp tục, tôi không tin là hắn có thể trốn được. Anh Bân, lập tức sang Bình Châu liên lạc với đội tuần tra, hỏi coi gần này có xảy ra vụ gì không. Dạ đó. Alo, làm ơn chờ máy sếp có điện thoại. Cảm ơn. Alo. Phải. Không thành vấn đề. Chút nữa gặp. Ông Triệu. đã hứa gì với tôi? Cậu biết đã xảy ra chuyện gì? Cậu gặp Phương Dĩ Hào chưa? Dạo này tôi không có thời gian. Tôi nghĩ làm như vậy là không tiện cho lắm. Thời giờ là do cậu sắp xếp. Không tiện, có gì mà không tiện chứ. Cậu phải biết tới bây giờ Phương Dĩ Hào vẫn tìm Doanh Doanh. Nếu hắn đối với Doanh Doanh không có ác ý gì, tôi thật không biết phải nói sao nữa. Có phải cậu chờ xảy ra chuyện mới có cớ để gặp? Dạ không. Tôi không cần biết, bao giải quyết đi. Thôi được, ông cứ yên tâm. Tôi sẽ sắp xếp gặp hắn liền. Đừng nói với tôi là cậu không tiện. Tôi không muốn nghe những lời giải thích của cậu. Tôi chỉ muốn làm phiền anh một chút để nói vài câu thôi. Tôi có thể giúp được gì cho anh? Người nhà của Triệu Lệ Doanh họ thấy lo lắng. Anh có thể giúp đỡ họ chuyện này được không? Liên quan gì đến tôi? Ý của ông Triệu là không muốn anh làm bạn với con gái của ông ấy nữa. Ông không muốn con của mình có thêm bạn mới à? Họ đã biết hoàn cảnh của anh, nên việc ông bà Triệu thấy lo lắng cũng rất hợp lý. Nếu anh hiểu lý lẽ, hai ta đều sẽ không gặp phiền phức. Anh có phiền phức gì thì cũng không liên quan đến tôi. Nhưng anh có thể cho biết, nếu Doanh Doanh thích làm bạn với tôi, còn tôi vẫn coi cổ là bạn, vậy thì tôi sẽ gặp phiền phức gì? Phiền phức của anh sẽ khiến cho anh cảm thấy không muốn chơi với Triệu Lệ Doanh nữa. Thì ra ông Triệu đã báo cảnh sát. Đúng. Nếu ông Triệu đã báo cảnh sát thì tôi cảm thấy giữa tôi với anh không cần thảo luận vấn đề này. Nếu ông muốn biết chuyện giữa tôi với Doanh Doanh ra sao, cứ nói ông trực tiếp tới tìm tôi. Chỉ vậy thôi. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Mai mốt có hậu quả gì đi nữa cũng đừng trách tôi không nói trước. Tôi cũng muốn nói thẳng với anh, việc tôi thích làm bạn với Doanh Doanh là vì tôi cảm thấy cổ rất dễ thương. Doanh Doanh thích làm bạn với tôi vì tôi mang tới sự vui vẻ cho cô ấy. Thực ra chỉ đơn giản vậy thôi. Mấy người nghĩ phức tạp làm cái gì? Tôi nói rõ lần nữa, nếu ai muốn phá đám, tôi sẽ không để yên đâu. Tạm biệt. Được, anh em chúng ta cạn ly. Cạn ly. Ly này tôi mời cậu. Nhờ có cậu mà thằng em của tôi mới được ra khỏi tù. Anh khách sáo quá rồi. Cạn ly. Cạn ly. Chúc mừng. Cũng chỉ là may mắn thôi. Rốt cuộc mọi việc cũng êm xuôi. Số tiền này bỏ ra cũng rất đáng. Không giúp được thằng em ra tù, thậm chí vận may của cậu tôi cũng mua đứt. Theo tôi nghĩ, nếu năm đó anh Văn và vợ anh Hào đứng ra cãi giùm, biết đâu không phải bốc lịch rồi. Bây giờ hợp tác vẫn chưa muộn. Cậu giúp được cho tôi không để cho cậu thiệt đâu. Tôi cũng mong giúp được cho anh. Không phải là giúp, mà là hợp tác. Tôi có gì không phải, cậu có quyền nói. Tôi sẽ cố hết sức mình. Tôi nghĩ tôi với Phát cũng không làm anh thất vọng đâu. Tuyệt, nào. Cạn ly. Cạn ly. Cạn ly. Hợp tác vui vẻ. Cảm ơn, cảm ơn. Raymond, lại tới trễ nữa rồi. Mấy cậu hay tin gì chứ? Hay tin gì? Thì chuyện anh em nhà họ Dương, chắc mấy cậu cũng nghe rồi chứ. Nghe rồi, Phương Dĩ Hào hợp tác làm ăn với hắn chứ gì. Hắn bày ra chuyện làm ăn gì, chẳng lẽ tôi không biết. Em trai của hắn là Dương Gia Văn, bị tù về tội cưỡng hiếp và giết người. Bây giờ lại chống án đó. Bộ bọn họ chống án thành công rồi hả? Phương Dĩ Hào làm quân sư cho hắn, bây giờ thắng cuộc rồi. Chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Chứng cứ đầy đủ hết. Dương Gia Văn còn đi với đội cảnh sát đến hiện trường tái hiện là vụ án luôn mà. Hắn khai hắn bắt cóc nạn nhân ra sao, cưỡng hiếp cách nào, nạn nhân chống lại bằng cách nào, hắn đã ngồi khai hết, kể hết việc hắn làm ra, chứng cớ đành rành, còn chỗ đâu mà chống án nữa. Là vì trong lúc cảnh sát dẫn dắt đến hiện trường để dựng lại vụ án, đã sơ ý không cảnh giác. Có chuyện sơ ý vậy sao? Thật là vô lý. Số người trong sở đã nhận hết rồi. Vậy là hắn thoát tội rồi. Thoát rồi còn gì nữa. Vậy mấy cậu nói đi. Luật pháp đôi khi quá cứng nhắc, biết chắc là do hắn làm, nhưng mà do sơ suất một chút đã buộc là phải thả người rồi. Chuyện đó thì đâu có ai ngờ chứ. Thi hành án mục đích là để cho thấy rõ pháp luật công bằng. Sai lầm là do cảnh sát, đành phải chịu thôi. Thì phải chịu thôi, giờ còn nói cái gì nữa. Phạm tội cưỡng hiếp mà cũng được ra tù. Tên Phương Dĩ Hào này càng ngày càng lách luật trắng trợn mà. Nỗi phó Phương Dĩ Hào đã mệt mỏi rồi, giờ còn thêm anh em nhà họ Dương nữa. Thôi, xã hội không biết loạn sao đây. Anh Bực, giờ anh. Tôi chống không lại chúng, nhưng vẫn còn anh em trong điểm ô chống lại chúng. Ông trời có mắt mà, ta làm sao thắng được chính chứ. sắp ra rồi. Phong độ quá đi. Cảm ơn thầy. Anh đó, anh thiệt là cừ. Tôi không quên anh đâu. Anh hai, sợ anh người quá vậy? Đám bạn của em đâu? Bữa nay sao anh rảnh gì? Dạ thưa cô, tôi không có rảnh đâu. Tuần có 7 ngày, anh hẹn em hết 3 ngày, còn nói là không rảnh. Có phải em muốn lần sau em hẹn anh phải từ chối em mới hài lòng không? Anh có từng nghĩ mình bắt đầu lại không? Trời, không lẽ bây giờ em tuyệt vọng tới nỗi tới anh cũng muốn sao? Em nghĩ có anh mới tuyệt vọng đó. Hay vậy đi, tuần này anh hẹn em tới nông trại. Lại tới nông trại? Tới nông trại thì sao, còn hơn là ở nhà ngồi không. Còn có ai đi nữa không? Em muốn gặp mặt ai hay là không muốn gặp người nào đó? Anh nghĩ anh có thể giúp được. Anh có chịu nói ra hay không? Mấy cô không có tham dự. Vậy em đi. Nè, chủ động này. Thôi nói ra đi. Sao biết tôi muốn nói chuyện gì? Cô nhìn tôi từ nãy giờ không biết mới là lạ đó. Tôi đang suy nghĩ tính của anh sao lại nhỏ mọn như vậy. Chuyện gì mà cô kêu tôi nhỏ mọn chứ? Còn dám nói không? Không phải tại giận xem mà anh từ chối tới nông trại chứ? Sao tôi phải tránh mặt xem? Tôi đã nói tuần này tôi bận công việc rồi mà. Anh tưởng có thể qua mắt tôi được sao? Tôi thật không hiểu nổi cô. Không lẽ chia tay làm bạn với nhau cũng không được sao chứ? Bạn bè hai người toàn là chỗ quen biết không đó. Thái độ của anh làm người ở giữa khó xử lắm. Cô nói y như là thật vậy hả? Tôi đã nói là tuần này tôi không có đi được rồi mà. Có thời gian hay không là do bản thân anh thôi. Có cần phải làm như vậy không? Anh có đi hay không vậy? Nè Kết à, không phải là tôi muốn tránh mặt xem mà bỏ hết bạn bè đâu. Nhưng mà tôi càng không muốn để chứng minh mình không tránh mặt cổ mà phải bỏ việc cần phải làm để đi chơi. Hiểu tôi nói không? Sao cô lại cười chứ? Tôi đang tưởng tượng nếu mà xem có tiền mua hết trái đất này chắc anh phải bay lên vệ tinh để mà ở rồi. Từ bây giờ trở đi tôi sẽ không nói chuyện với cô nữa. Làm vậy đó. Chỉ có vậy thôi hả? Hồi nhỏ tôi từng làm rồi. Để tôi làm cậu coi. Cuốc xuống nè. Rồi sới lên đúng không? Rồi nhấc cuốc ra. Cuốc xuống tiếp nè. Rồi sới thêm cái nữa. Được rồi, tiền công đức này tôi giao hết cho anh luôn đó. Trời ơi, cho tôi nguyên công đất. Có phải không đó? Mình tôi làm sao làm hết đi hả? Yên tâm, tôi sẽ cử thêm người giúp anh. Người lôi con trâu ra đồng mới giúp được việc chứ. Tôi đã chọn được người giúp cho anh rồi nè. Chào. Rồi, tôi sẽ giao công đất này cho hai người đó. Hồi nãy anh có nhờ Stephen kéo con trâu ra giúp cho anh. Em có nói với Stephen gì không? Sao cậu ta lại dí em với con trâu vậy? Hết giận chưa? Anh làm việc hay là tán gái đây? Mình cứ lãm giảm hoài. Làm việc đi chứ. Không thích làm. Nhìn không phong độ gì hết trơn à. Cái gì đây? Liên quan gì tới ba con sâu đất? Biến đi cho nước nó trong cái coi. Không thấy tôi đang tán con trâu hả? Anh nói gì vậy? Chị dọn thấy bậy không? Làm việc đi chứ, ghét quá à. Mau. Thì ra làm việc còn giúp tăng tình cảm nữa. Phải rồi. Vậy Stephen đây có cơ hội không? Nè, Em đừng có ép cổ nói ra những lời để cho lòng anh tan nát chứ. Xem mà. Nè, hôm trước ba cậu nói là không đến mà. À, xin chào. Có khỏe không? Ủa mấy cô, cậu nói không đến mà. Tại tự nhiên nhớ cậu thôi. Vậy đó hả? Nông trại này vui lắm, có trâu cái để tán nữa. Biết rồi, nè đi. Được. Nè, làm ơn, tránh đường cho trâu quá coi. Có việc gì cho tôi làm không? Phải có thôi. Không nổi nữa, em mệt rồi. Vậy bỏ cuốn xuống ngồi nghỉ chút đi em. Gì mà nhìn anh đắm đuối vậy? Đã có ai nói với anh dáng cầm cố của anh đẹp lắm không? Quyến rũ hết sức đó. Vậy hả? Đi thôi. Đi đâu vậy? Đây là khu vườn trống, tất nhiên tìm chỗ không trống rồi đúng không? Đi. Khùng quá à, lúc nào cũng giỡn được hết á. Đợi anh với. Có ai uống nước không? Không. Tôi vô trong nghỉ mệt chút nha. Nè, tôi muốn ăn bánh ngọt. Thứ đồ của tôi để ở ngoài xe, tôi không có gì cho cô ăn đâu. Hay là ăn tạm đống hạt giống này đi. Anh đi lấy giùm tôi có được không? Sao lúc nãy không nhờ xem? Bây giờ anh đi hay là không đi đây? Đi. Thực ra có nhiều trường hợp thì cứ để tự nhiên hay hơn. Anh định nói gì? Có nói gì thì chuyện cũng đã vậy rồi. Tôi vẫn không hiểu. Tôi nghĩ bọn họ đã có cách nghĩ riêng của mình, cho nên cũng không cần bận tâm nhiều vậy đâu. Tại người trong cuộc không phải là anh, nên anh mới nói vậy thôi. Kate có nói chuyện với Sam chưa? Nói về chuyện gì? Thì chuyện Kate luôn thấy bản thân phải gánh một phần trách nhiệm. Em đã nói với cổ nhiều rồi, nhưng cổ vẫn nghĩ vậy thì biết làm sao? Không thể trách Kate nghĩ như vậy. Cũng giống như Ben, cậu ấy không hiểu tại sao tụi mình lại quyết định chia tay nhau. Họ có hiểu hay không là chuyện của họ, mình biết là được rồi.沉沉裏太多老過人，卻與你走近，這是緣分。曾是我心愛情人，糊糊塗塗裏也許合後必分，令我跌進黑暗，如臨末日般被困。計算內這樣事。情緣是沒可能，可惜最終。